Chào mọi người, today. Chắc hẳn các bạn 12 đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, đó là chọn ngành nghề nào để thi tuyển sinh đại học năm 2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh tất cả mọi người đang cách ly tại nhà để phòng dịch Covid-19, đồng thời nhà trường lại đóng cửa cho học sinh nghỉ học dài hạn, thì riêng các bạn năm 12 năm nay là càng lúng túng hơn nữa, vì chắc chắn là một điều là thế giới chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều sau khi đại dịch Covid-19 này kết thúc. Điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến công ăn việc làm trong xã hội, và các ngành nghề của bạn sẽ chọn trong ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì trong clip này chúng ta sẽ thử cùng nhau phân tích xem liệu điều gì sẽ thay đổi và điều gì không thay đổi nào. Nói qua về kinh nghiệm của Thi một tí xíu nha. Thi tốt nghiệp 12 từ năm 2007, sang Úc du học từ năm 2008, sinh tồn được hai thành phố lớn nhất ở Úc là Sydney và Melbourne. Cơ bản là Thi cũng đã kinh qua nhiều thời đại công việc khác nhau, quan sát được quá trình phát triển của rất nhiều người bạn của mình. Bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học, bạn du học, rồi những người bạn mình quen trên đường đời. Con nhà nghèo vượt khó có, con nhà giàu từ trong trứng có, con ông cháu cha có, vân vân và vân vân, cũng khoảng vài trăm trường hợp á. Nói chung thì cũng không dám nói nhưng phân tích của Thi là hoàn toàn chính xác. Nhưng xem những gì mà mình đã trải qua trên thì hy vọng là nó có một chút uy tín. Như tiêu đề đã nói thì theo trải nghiệm của mình, Thi sẽ gửi các bạn 3 lời khuyên về ngành nghề mà các bạn nên hoặc không nên chọn. Lời khuyên thứ nhất, ngành nghề không nên học. Tất cả những ngành nghề có liên quan đến từ quản trị, quản lý, quy hoạch như là quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, quản lý thị trường, quy hoạch đô thị. Nói chung là những cái tên nghe rất là đao to búa lớn là không nên chọn. Trừ phi các bạn chắc chắn sẽ có một vị trí lớn trong doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Đó là như là bạn đang có sẵn gia đình, đang có sở hữu doanh nghiệp, cơ sở hay như là máy. Kiểu gì thì học xong thì vị trí giám đốc cũng nằm chắc trong tay bạn. Nói nôm na là bạn sẽ về đầu quân cho công ty gia đình ấy mà. Thật ra thì là giáo dục cũng là ngành kinh doanh mà. Trường bán khoa học, họ đặt tên cho nó bắt vậy thôi, bạn đóng tiền học. Còn chuyện các bạn học xong có kiếm được việc làm hay không là chuyện của các bạn. Quản trị à, bạn mới ra trường làm gì có kinh nghiệm mà đòi quản lý người khác. Trừ phi bạn có sẵn quyền lực từ doanh nghiệp gia đình. Nếu bạn để ý thì các ngành như là quản trị kinh doanh hầu như trường đại học nào cũng dạy. Ở bên Úc còn có một số trường cao đẳng cũng dạy cái ngành này luôn. Đã vậy còn cấp luôn tín chỉ bachelor, tức là cử nhân ấy. Trong khi đúng ra là cao đẳng là chỉ được cấp bằng diploma thôi, cao đẳng á. Thế mới nói là giáo dục trên thế giới nó cũng tào lao. Trường nào cũng dạy thì rõ ràng là nó không có chuyện, bởi vì đơn giản là nó chỉ là lý thuyết suông thôi. Thực tế là kinh doanh không phải là nghề mà chỉ là quá trình update, nâng cấp lên từ nghề. Ví dụ như là nghề nào cũng có thể là kinh doanh được. Bạn giỏi nghề, hiểu được thị trường, sau đó muốn tự làm chủ với mong muốn kiếm nhiều tiền hơn số giờ lao động của mình bỏ ra thì mình kinh doanh. Lưu ý là bạn phải hiểu nghề rồi mới có vốn, có kinh nghiệm rồi mới có thể làm. Mà làm cái này bạn học xong vài năm cao học thì cũng chỉ có kiến thức sách vở thôi. Bạn thiếu kinh nghiệm thị trường từ cha mẹ doanh nhân, thiếu vốn kinh doanh từ doanh nghiệp gia đình này. Mà vậy thì doanh nghiệp gia đình chính là đại học của bạn rồi, đã có sánh bằng rồi học chi nữa, nên chọn ngành khác đi. Còn nếu bạn không may mắn ở trong hoàn cảnh ấy thì xin đừng chọn ngành quản trị kinh doanh, chỉ vậy thôi. Lời khuyên thứ hai, ngành nghề không bao giờ thất nghiệp. Tóm tắt đầu tiên thì tại sao những ngành nghề này là không bao giờ thất nghiệp? Không chỉ vì xã hội lúc nào cũng cần mà đòi hỏi các bạn phải học giỏi mới học được. Những ngành này học thì hơi cực, nên nhắm đã chọn thì các bạn phải theo tới cùng. Nhiều khả năng mấy ngành này là bạn phải học gần như suốt đời đấy. Bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cũng có thể tính luôn y tá điều dưỡng. Rõ ràng là y tế luôn là một phần không thể thiếu. Người giàu hay người nghèo chắc chắn đều sẽ bị bệnh và cần bác sĩ. Hình ảnh rõ nét nhất trong xã hội cần bác sĩ chính là những gì đang xảy ra trong đại dịch Covid-19 này. Tuy nhiên bạn phải giỏi vì ngành này học hành khá là vất vả, làm việc khá căng thẳng. Ý mình nói đây là bác sĩ mấy ca khó như là cấp cứu, phẫu thuật này nọ. Một số sẽ theo con đường nghiên cứu và học cao lên nữa. Nói chung là nghề y là các bạn phải đam mê thì mới trụ được với nghề. Yên tâm là không bao giờ sợ thất nghiệp vì xã hội lúc nào cũng cần. Y tá điều dưỡng cũng luôn cần. Học đỡ hơn một tí xíu nhưng mà thời gian làm việc thì hơi cực, làm cả đêm áp lực thật. Vì lúc nào cũng tiếp xúc với những bệnh nhân có bệnh trong người, họ lúc nào cũng khó chịu. Rồi chuyện bệnh nhân trách mắng là chuyện như cơm bữa. Nên ngành nghề này đòi hỏi là bạn phải vừa có tài vừa có đức mới theo được. Còn nếu muốn kinh doanh kiếm tiền thì đừng làm nghề y, dễ phạm y đức lắm.
Nếu muốn kiếm tiền thì chọn nghề luật sư nhé. Thực tế thì mình đã sống nhiều năm ở nước ngoài, luật pháp bên này thì nhiều kinh khủng. Luật sư cũng chia làm nhiều dạng, tại vì luật nhiều quá mà, mỗi lĩnh vực là có một bộ luật khác nhau. Nhưng chắc chắn một điều là bạn làm gì cũng đụng lên luật. Mà nếu bạn có chọn ngành luật để học á, thì nên chọn luật kinh doanh nha. Ý là luật doanh nghiệp á, thì mới mau giàu. Đôi khi sau này các bạn sẽ thấy chuyện các bạn kinh doanh lời hay lỗ lại là do luật sư. Doanh nghiệp bạn đang có lời mà tự nhiên nó có một văn bản tòa án tố doanh nghiệp của bạn vi phạm pháp luật, thì cái là bạn bị vô tù. Thế đó là bạn hiểu là cần luật sư giỏi nó quan trọng cỡ nào. Tuy nhiên luật là thứ hay thay đổi, nên bạn lỡ mà theo nghề này thì phải thường xuyên cập nhật luật mới, cũng như là phải thông minh kết hợp linh hoạt các bộ luật với nhau để cãi làm sao cho thân chủ của mình thắng. Nên đôi khi là bạn quá giỏi thì bạn dễ được người có nhiều tiền thuê để giúp cho họ thoát tội hay giảm nhẹ tội. Nên ngành này là hơi thất đức một tí. Mình không ý nói là luật sư nào cũng xấu, nhưng luật sư càng giỏi thì là càng dễ bị cám dỗ. Lập trình viên công nghệ. Đây có thể là một ngành nghề hot trong những năm trở lại đây. Và nếu ở Việt Nam thì nó sẽ hot thêm chục năm nữa. Mặc dù là mấy năm gần đây thì nó hơi xuống, tại do bà con học nhiều quá, mà thị trường tuyển dụng cũng hơi bão hòa, do các công ty lớn cũng đã xây dựng ra khá nhiều sản phẩm rồi. Bây giờ mà tạo ra những cái mới hơn thì nó hơi khó. Cơ bản là cạnh tranh nhiều, cho nên là các bạn chọn học ngành này phải đào thì đào thải nó cực gắt nha. Bởi vì công nghệ nó thay đổi liên tục ấy mà. Bạn tốt nghiệp 3 năm hay 1 năm đôi khi không có nhiều sự khác biệt. Bởi trong quá trình bạn đang học, nhiều khả năng xã hội đã không còn xài cái ngôn ngữ lập trình nữa. Ví dụ như là bạn học công nghệ C, vừa tốt nghiệp thì người ta xài công nghệ D, hay là bạn phải học nó từ đầu. Thế nên là bạn có 2-3 năm kinh nghiệm mà đùng một cái mấy đứa mới tốt nghiệp á, vừa học ngôn ngữ lập trình mới là đang thịnh hơn, thì mấy năm kinh nghiệm của bạn coi như là không còn nhiều giá trị sử dụng. Chuyện bạn học cái mới thì cứ như là chuyện bạn đang để dành tiền mua iPhone 8 rồi đó, thì tự nhiên nó ra iPhone 10, rồi vừa mua được iPhone 10 nó ra iPhone 11. Bù lại cơ hội không phân biệt tuổi tác. Ngành này thì bạn nên tự học chính, bằng cấp là không quan trọng nhiều, chỉ cần 2 năm kinh nghiệm thôi, thông thạo một số ngôn ngữ lập trình thịnh hành lúc thời bấy giờ là có thể thu hút được các nhà tuyển dụng nước ngoài. Ngành này thì Việt Nam đang thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, do là nhân công giá rẻ mà trình độ kỹ thuật lại cao, nên mình dám cá là nó sẽ sống thêm nhiều năm nữa. Tuy nhiên như mình đã nói đó, chất xám của con người ta thì có hạn thôi. Mà ngành này là vách tranh nó hơi gắt, cho nên là bạn buộc là bạn phải có đam mê, chứ mà làm vì lương cao thì không theo được đâu. Xây dựng. Theo hiểu biết của Thi thì hầu như 100% các doanh nhân top 10 giàu nhất Việt Nam đều có dính líu đến bất động sản. Top 100 thì chắc cũng vậy thôi. Nói đâu xa là mấy đứa bạn nhà giàu của mình đi du học ở bên kia đó, hỏi nhà làm gì giàu thì là chẳng chánh làm vòng, nhưng mà thì cũng cuối cùng là cũng khai ra là gia đình giữ khá nhiều bất động sản. Một nguồn tin chính thống ở Việt Nam có đến 4.200.000 lao động làm trong ngành xây dựng, trong khi chỉ có đến 3.000.000 làm ngành du lịch. Nhưng ngành du lịch lại được xem là ngành kinh tế mũi nhọn. Theo mình thì ngành kinh tế mũi nhọn Việt Nam sau khi dịch Covid-19 kết thúc thì nên xem lại đi. Quay trở lại, cơ sở hạ tầng của Việt Nam là rất là đáng yếu, chưa theo kịp với đà phát triển chung của đất nước, nên kiểu gì thì ngành xây dựng chắc chắn sẽ có đất sống khá dài. Ngành này thì chịu nhiều ý tưởng trái chiều, có người nói là nó không tạo ra giá trị gia tăng, nhưng thực tế doanh nghiệp làm ăn theo quy luật thị trường, có năm lời năm lỗ, có năm phá sản luôn. Nhưng bất động sản thì giá trị nó khá là bền vững, tại vì nó là bất động mà. Đó là do ai làm đại gia thì đều mua đất phòng thân. Bạn làm nghề xây dựng thì hơi cực, làm việc xa nhà, làm việc ngoài trời, trừ vị trí lãnh đạo. Thì không nói đến cái nghề môi giới bất động sản nha, nó không phải là xây dựng, nó là sale, marketing, mình không nói ở đây. Quay lại thì nếu bạn siêng năng thì vẫn có thể trụ được với nghề xây dựng. Và trong quá trình làm việc, bạn lăn lại, nắm bắt được giá cả thị trường thì có thể chuyển tiếp qua kinh doanh bất động sản. Vẫn là khá sáng sủa. Bạn biết rồi đó, ai nói gì thì nói, bất động sản vẫn là kênh kiếm tiền khá an toàn. Bởi vì người thì cứ càng ngày càng đông ra, trong khi đất thì không phân ra được. Chi tiết này hơi không đủ để chi tiết sâu hơn thì Ti không đủ để chia sẻ, tại vì thông tin đằng sau nó dài lắm. Giáo viên dạy ngoại ngữ, cụ thể là dạy anh văn đó. Cái này thì không cần nói nhiều ha, do nhu cầu du học tăng cao, nhu cầu hội nhập thế giới cũng tăng, nhà đầu tư nước ngoài, khách du lịch tới Việt Nam càng ngày càng đông, nên tiếng Anh bây giờ không còn là điều cần thiết nữa mà là điều bắt buộc luôn rồi. Khá nhiều đứa bạn của mình đi du học cử nhân, thạc sĩ, mấy cái ngành hoành tráng lắm, mà về Việt Nam là xin việc lương bèo quá lại quay ra đi dạy anh văn.
xong mở lớp dạy thêm. Có đứa thì mở trung tâm vậy mà phải có tiền. Nhiều khi mình thấy hơi phí, tại vì bỏ tiền cả đống rồi đi du học về dạy Việt Nam dạy anh văn. Mà thôi thì có cầu thì có cung. Ít ra là mấy đứa này thích nghi hoàn cảnh tốt. Có ý tí xíu thôi là nếu bạn có dạy anh văn thì nên luyện TIL, TOEFL hay là giờ Úc có thể là BTE. À, dạng mấy dạng này thì là kiếm được nhiều tiền hơn tại vì nhu cầu phí nó cao. À, góp ý vậy thôi. Tài chính ngân hàng kế toán vẫn là một ngành khá ổn ở Việt Nam, tại vì Việt Nam sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp trong nước so với các nước top trong khu vực Đông Nam Á là khá thấp so với quy mô dân số. Số liệu thì mình không có nhiều thời gian để so hết, các bạn đã chịu khó là Google nhé. Do là có thêm nhiều doanh nghiệp nên cần thêm kế toán, nhiều người cần vay tiền ngân hàng để làm ăn, cần thêm nhân viên tài chính. Dễ hiểu. Mình không bàn nhiều ở đây, chỉ nhắc nhở các bạn một tí là mặc dù là ngành tài chính vẫn đảm bảo việc làm, nhưng trong tương lai nhân lương hơi chán, trừ vị trí cao nhưng mà thăng tiến hơi chậm, áp lực KPI doanh số hơi khó, cho nên là nằm dễ nản. Ok, cuối cùng là lời khuyên thứ ba, chọn nghề theo thời vụ, theo duyên. Tại sao mình lại nói dùng từ là theo duyên ở đây? Vì chính xác thì đây là những ngành nghề mà nhiều khi bạn không chọn nó mà nó lại chọn bạn. Nhân gian người ta nói là nghiệp, thế mới gọi là nghề nghiệp. Một trong số đó là những bạn có năng khiếu về nghệ thuật hay thể thao, hay sinh ra đẹp sẵn. Dù chọn ngành gì thì cuối cùng duyên vẫn đẩy đưa trở thành ca sĩ, diễn viên, người mẫu hay là vận động viên thể thao. Những người này thì ban đầu nhiều khi cũng không có ý định là đi theo con đường nghệ thuật đâu, mà chọn một cái ngành khác trong xã hội. Nhưng rồi thì duyên nghiệp nó đưa đẩy, cuối cùng là tham gia showbiz. Chặng này thì ít thôi, không có nhiều. Đa phần còn lại là các bạn sẽ mông lung, không biết phải chọn ngành nào. Do là các bạn học lực, các bạn cũng không quá giỏi để theo những cái ngành trong cái lời khuyên thứ hai ở trên. Nhưng mà đừng lo, rất nhiều bạn học sinh, sinh viên Việt Nam rơi vào hoàn cảnh này. Bởi vì các bạn 12 rất mắc một số lầm cố hữu, đó là ưu tiên đậu đại học hơn là ưu tiên kiếm được việc làm sau khi ra trường. Tại sao thì là nói vậy? Do là hàng năm khi nhiều nơi tổ chức hướng nghiệp cho các bạn, họ luôn lặp đi lặp lại một sai lầm sơ đẳng. Đó là tập trung phân tích tỷ lệ chọn. Các bạn xem chọn cái việc đấu đá với nhau để giúp các trường đại học lấp đầy sinh viên, nên mỗi năm trường đại học đều vui vẻ thông báo là đạt chỉ tiêu về số lượng sinh viên đóng tiền cho trường, tức là thu nhập của trường năm nào cũng được ổn định. Trong khi các trường đại học đâu có đảm bảo 100% sinh viên của họ ra trường là sẽ có việc làm đúng ngành đâu. Để mưu sinh thì các bạn vẫn có việc làm thôi, nhưng mà không đúng ngành. Mình thì không cần liệt kê ra đây số lượng sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp nha. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ phải làm trái ngành, trái nghề rất nhiều. Ban đầu là để mưu sinh cái đá, rồi sau đó là thành nghiệp luôn. Và đây là những ngành nghề mà duyên cao, là nó sẽ chọn bạn cho dù ban đầu bạn không chọn nó. Du lịch, nhà hàng, khách sạn. Mình liệt kê ở đây thôi, vì trong những năm gần đây thì ngành này được chủ trương là ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Mặc dù là chỉ chiếm có 10% GDP thu nhập cả nước với gần 3 triệu lao động, nhưng sau dịch Covid-19 thì nó sẽ xuống rất là thẳng đó. Chắc cũng phải 2-3 năm lận. Bởi vì người ta thắt chặt chi tiêu sau khi dịch, sau đó là lo ổn định công việc, ăn việc trước rồi mới nghĩ đến việc đi du lịch. Mặc dù vậy là các nước sẽ tung ra những cái gói cứu trợ sau dịch, cho nên là chưa rõ thị trường sẽ thay đổi như thế nào, nhưng cơ bản thì vẫn bị ảnh hưởng trong tương lai gần. Logistics, vận chuyển. Đất nước đang tăng gia sản xuất, xuất khẩu nhiều hơn, nhập khẩu cũng nhiều, nên việc làm sẽ bùng nổ. Mình đang đề cập đến việc xuất nhập khẩu chứ không nói đến chạy Grab nhé. Nên kiếm việc trong các công ty xuất nhập khẩu, hàng hải, kho bãi chẳng hạn. Nông nghiệp. Lên thành phố mà thất nghiệp thì về quê làm nông nghiệp cũng không tệ. Nói chứ khá nhiều bạn học xong cử nhân đại học về quê mở trang trại, cũng làm ăn ngon ra phết. Nên nhớ là Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi cái vỏ bọc là đất nước nông nghiệp. Chính phủ vẫn có nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nên cơ bản thì bạn làm nghề nông theo kiểu hiện đại thì vẫn có nhiều cơ hội tiếp cận những kiến thức mở cũng như là cái gói hỗ trợ của nhà nước. Công nhân kỹ thuật viên. Đừng xem thường công nhân nhé. VinFast, Samsung, Intel và sau này rất nhiều những ông lớn giờ nhà máy từ Trung Quốc về Việt Nam. Lương công nhân kỹ thuật cao thì cũng cao phết đấy, lại có cơ hội ra nước ngoài làm việc để được hưởng lương cao hơn. Chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, làm spa. Không có nói nhiều nha, thẩm mỹ viện, spa mọc lên như nấm. Giờ dân Việt Nam bắt đầu có tài chính khá hơn, nhu cầu làm đẹp cũng tăng lên, thì cái cung có cầu là điều dễ hiểu. Tóm lại, những ngành nghề trên đây đòi hỏi các bạn phải nhanh nhẹn, hành động nhiều hơn là việc các bạn đốt thời gian trong trường đại học.
theo kinh nghiệm của Thi, dựa trên vài trăm trường hợp mà bạn bè Thi mà Thi quan sát được á, thì Thi có thể thống kê thế này: 30% các bạn của Thi sẽ đổi ngành trước 30 tuổi, và sau 30 tuổi thì tỷ lệ đổi ngành là 80%. Cho nên là hiện tại, nếu như các bạn có chọn sai ngành học thì cũng đừng có lo, bởi vì chúng ta rồi cũng sẽ giống nhau, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vậy nha, hết rồi đấy. Nhất định thì Thi cũng sẽ tiết lộ một clip này, chỉ mới là clip 1 thôi. Còn clip 2 nữa, phần 2 nữa, thì Thi sẽ chỉ các bạn một số mẹo nhỏ để giảm thiểu rủi ro khi mà chọn sai ngành, và cũng là hạn chế lãng phí thời gian học cao học. Cho nên là nếu các bạn chưa nhấn vào nút theo dõi trên kênh YouTube hay là fanpage Facebook thì mau hoạt động đi nha. Và đừng quên share cho các bạn bè mình cùng xem nha. Toàn là kiến thức, là thực tế là mình đã tích góp lại không đấy. Phần 2 sẽ sớm up thôi. Hình như là mình cũng quay được một nửa rồi thôi. Nhưng mà để coi xem là mọi người có hưởng ứng cái clip phần 1 không đã. Vậy nha, hẹn gặp lại các bạn.